Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong bản tin nông nghiệp 24 giờ với một phiên bản hoàn toàn mới, một diện mạo hoàn toàn mới ngày hôm nay, thì với những tin tức rất nóng hổi theo dòng thời sự từ tất cả các cái vùng miền, chúng tôi có những cái phân tích chuyên sâu về những diễn biến đời sống xã hội cũng như những thông tin mà bà con rất là quan tâm, thì hy vọng quý vị và các bạn sẽ đón nhận và chúng tôi sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình là mang tới những thông tin nóng hổi nhất cho bà con. Vâng, và chúng tôi cũng rất là vui mừng khi được đồng hành với quý vị khán giả trong chương trình ngày hôm nay. Và để mở đầu cho bản tin ngày hôm nay, chúng tôi xin được thông tin tới quý vị về việc điều chỉnh giá xăng dầu trong kỳ này. Và thưa quý vị, là vụ thị trường ở trong nước, Bộ Công Thương cho biết là vào lúc 15 giờ chiều ngày hôm nay, ngày 12 tháng 9, Liên Bộ Công Thương Tài chính vừa điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu thay vì ngày hôm qua như là quy định. Vâng, được biết là theo quy định của Nghị định số 95/2021 thì kỳ điều hành giá xăng dầu được diễn ra vào các ngày là ngày 1, ngày 11 và ngày 21 hàng tháng. Do kỳ điều hành hôm qua thì trùng vào ngày nghỉ, là ngày nghỉ lễ theo quy định của nhà nước nên thời gian điều hành thì được lùi sang ngày làm việc tiếp theo. Vâng, đúng như là anh Xuân Tú vừa mới chia sẻ là từ đầu năm cho tới giờ thì tính tới thời điểm này giá dầu đã trải qua 23 lần điều chỉnh và trong đó thì có 15 lần tăng, 8 lần giảm. Hiện giá dầu diesel và dầu hỏa đã tăng khoảng là 7.000 đồng một lít so với đầu năm, tức là tăng tới hơn 38%. Trong khi đó thì xăng RON 95 và E5 RON 92 đã giảm về mức tương đương giá hồi đầu của tháng 1. Vâng, và tôi được biết là mức giá dầu trên thế giới thì đang giảm khá là mạnh. Đặc biệt là các nhà phân tích cho biết là giá dầu thế giới xuống thấp khi mà dữ liệu từ hai nền kinh tế lớn trên thế giới là Mỹ cũng như Trung Quốc thì đều có những dấu hiệu suy yếu dẫn đến mối lo nhu cầu tiêu thụ dầu sụt giảm. Trong khi đó thì dữ liệu cập nhật của Bộ Công Thương tính đến ngày 7 tháng 9 thì cho thấy giá xăng A95 tại thị trường Singapore ở mức là 104 đô la Mỹ một thùng, xăng A92 ở mức là 99 đô la Mỹ một thùng, còn dầu diesel ở mức 131 đô la Mỹ một thùng. Như vậy là trong trường hợp là giá các mặt hàng xăng dầu đang có những biến động bất thường, đúng không ạ, thì ảnh hưởng rất là lớn đến việc phát triển kinh tế, xã hội và đời sống của nhân dân. Bộ Công Thương sẽ có trách nhiệm là báo cáo Thủ tướng xem xét quyết định thời gian điều hành giá xăng dầu sao cho phù hợp. Do vậy, kỳ điều chỉnh giá xăng dầu chiều nay được kỳ vọng là sẽ tiếp tục điều chỉnh giảm, góp phần hạ nhiệt cả những mặt hàng hiện nay. Đúng như dự đoán của giới chuyên môn, bắt đầu từ 15 giờ ngày hôm nay ngày 12 tháng 9, giá các mặt hàng xăng dầu tiếp tục giảm hơn 1.000 đồng một lít. Trong đó, giá xăng RON 92 và RON 95 cùng giảm hơn 1.000 đồng một lít sau điều chỉnh. Xăng E5 RON 92 xuống còn hơn 22.200 đồng một lít, xăng RON 95 còn 23.200 đồng một lít. Các mặt hàng dầu cũng đều giảm, dầu diesel 0,5 S giảm 1.300 đồng một lít, xuống gần 23.900 đồng một lít. Dầu hỏa sau khi giảm hơn 1.100 đồng một lít, về mức giá là 24.300 đồng một lít. Vâng, đúng như là kỳ vọng của đại đa số người dân, đúng không ạ? Giá xăng dầu tiếp tục giảm và thực sự là đây là một cái tín hiệu rất là vui cho đại đa số người dân ở Việt Nam chúng ta, cũng như là tình hình sản xuất của chúng ta, đúng không ạ? Vâng, đương nhiên khi mà giá xăng giảm dù chỉ là một chút thôi cũng đã là tin vui rồi. Và đương nhiên là việc giảm thì chúng ta đã có nhiều lần giảm trong những tháng vừa qua và giảm tới 9.000 đồng một lít so với cái thời kỳ giá cao điểm là khoảng 33.000 đồng. Thế nhưng cái giá cả các mặt hàng hiện vẫn chưa giảm được bao nhiêu. Trước đó ở thời điểm xăng tăng kỷ lục, tức là sát mức 33.000 đồng, thì giá hàng hóa cũng đã té nước theo mưa, tăng rất là mạnh. Người bán thì nói rằng giá xăng tăng nên họ phải tăng chi phí lên và giá thì cao hơn. Thế nhưng khi mà giá xăng rõ ràng đã giảm sâu thì chúng ta không thấy giá các loại hàng hóa giảm theo. Theo khảo sát thì giá các mặt hàng như là thịt lợn, dầu ăn, trứng gà, rau củ quả nhìn chung đều tăng và có mặt hàng thì tăng đến 25% so với thời điểm trước khi mà xăng tăng giá. Còn về vấn đề này thì Cục Thống kê cũng cho biết rằng là trong nhiều năm qua khi mà giá xăng dầu tăng thì tất cả những mặt hàng thiết yếu hay là giá cước vận tải cũng sẽ tăng ngay lập tức. Thế nhưng mà khi mà giá xăng dầu giảm thì giá các mặt hàng này lại không được điều chỉnh giảm tương ứng vì doanh nghiệp cần thời gian để điều chỉnh, để cân đối lại chi phí sản xuất. Chính bởi vậy dù giá xăng có giảm nhưng mà giá các mặt hàng hiện tại thì vẫn chưa có điều chỉnh giảm tương ứng. Và cũng xin thông tin thêm đến chị và quý vị là theo Hiệp hội Logistics Việt Nam thì giá dầu và giá nhiên liệu tăng mạnh, nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến chi phí logistics, tác động đến sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam. Do vậy, nhằm hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh cao điểm những tháng cuối năm, đại diện Hiệp hội Logistics Việt Nam đã có những kiến nghị là cần phải hỗ trợ ổn định giá xăng dầu đến hết quý 2 năm 2023. Cụ thể, Hiệp hội này đề xuất trong thời gian tới thì cần tiếp tục bình ổn giá nhiên liệu trong nước thông qua việc giảm thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế bảo vệ môi trường.
Vâng, tiếp tục chương trình sẽ là thông tin về Bộ Giao thông Vận tải. Và tới đây sẽ có 4 dự án cao tốc Bắc Nam được đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện trong năm 2022. Hiện bộ này đã phát động chiến dịch thi đua 120 ngày đêm thông xe kỹ thuật 4 dự án đường bộ cao tốc bao gồm Mai Sơn, Quốc lộ 45, Cam Lộ, La Sơn, Vĩnh Hảo, Phan Thiết và Phan Thiết Dầu Dây. Theo Cục Quản lý Xây dựng và Chất lượng Công trình Giao thông, Bộ Giao thông Vận tải, khối lượng trung bình của 4 dự án này hiện mới đạt 66,2% giá trị hợp đồng, chậm 2,9% so với kế hoạch. Về kết quả giải ngân, tính đến cuối tháng 8 năm 2022, dự án thành phần cao tốc Mai Sơn, Quốc lộ 45 dài 63,4 km đi qua hai tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa, giải ngân đạt 60,8%, vượt kế hoạch 92 tỷ đồng, còn phải giải ngân 1.175 tỷ đồng. Dự án thành phần cao tốc Cam Lộ La Sơn dài 98,3 km đi qua tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế, giải ngân đạt 58,7%, chậm so với kế hoạch 228 tỷ đồng, còn phải giải ngân 675 tỷ đồng. Dự án thành phần cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết dài 100 km qua địa bàn tỉnh Bình Thuận, giải ngân đạt 57%, vượt kế hoạch 134 tỷ đồng, còn phải giải ngân 645 tỷ đồng. Dự án thành phần cao tốc Phan Thiết – Dầu Dây dài 99 km qua địa bàn tỉnh Bình Thuận và Đồng Nai, giải ngân đạt 74%, vượt kế hoạch 186 tỷ đồng, còn phải giải ngân 416 tỷ đồng. Theo Bộ Giao thông Vận tải, mục tiêu của đợt thi đua này nhằm kêu gọi, động viên, khích lệ toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động, các ban quản lý dự án, tư vấn, giám sát, các nhà thầu thi công của 4 dự án nêu trên tranh thủ thời gian, nỗ lực vượt khó, phấn đấu hoàn thành các dự án theo tiến độ mà Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã đề ra. Thời gian thi đua được tính từ ngày 10 tháng 9 cho tới hết ngày 31 tháng 12 của năm nay. Và tất nhiên là tất cả chúng ta đều rất là kỳ vọng là với nỗ lực của toàn ngành giao thông vận tải thì trong vòng 120 ngày sắp tới, 120 ngày đêm thần tốc thi công thì tất cả những tuyến đường vừa rồi, những cái dự án sẽ được thông xe, đi vào hoạt động và phục vụ cho cái việc đi lại của người dân, nhất là dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Vâng, chuyển sang một thông tin mà rất nhiều người quan tâm, dư luận quan tâm trong thời gian vừa qua. Sáng ngày hôm nay, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị về công tác phòng cháy chữa cháy và sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định 83 năm 2017 của Chính phủ quy định công tác cứu nạn cứu hộ của lực lượng phòng cháy chữa cháy. Mở đầu hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, thời gian qua, tình hình cháy nổ, sự cố, tai nạn diễn biến phức tạp, khó lường, tần suất ngày càng cao, nhất là các vụ cháy tại các khu dân cư, chung cư cao tầng, khu công nghiệp, chợ, trung tâm thương mại, cơ sở sản xuất, kinh doanh, và đặc biệt là các cơ sở kinh doanh karaoke. Nhiều vụ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Thủ tướng lần nữa gửi lời chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn. Thủ tướng nhấn mạnh, những vụ việc nghiêm trọng, thương tâm trên đã đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ, cách tiếp cận mới cho công tác phòng ngừa, ứng phó với các sự cố tai nạn, hỏa hoạn để đảm bảo an toàn tài sản và nhất là tính mạng con người. Đặt sức khỏe, tính mạng người dân lên trên hết, trước hết. Thường trực Chính phủ đã yêu cầu Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các cơ quan, chỉ đạo điều tra, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương, cơ quan cấp phép, kiểm tra và các cá nhân liên quan, bảo đảm tính khách quan. Đồng thời, tổ chức hội nghị để kiểm điểm, đánh giá công tác phòng cháy, chữa cháy và kết quả sau 5 năm thực hiện Nghị định 83. Thủ tướng khẳng định, phòng cháy, chữa cháy và công tác cứu hộ, cứu nạn là nhiệm vụ rất quan trọng trong bối cảnh hiện nay. Trong khi đó, nhận thức, hành vi, thói quen về phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn của mọi người còn có những lúc, những nơi hạn chế. Nguyên nhân các vụ cháy được các ý kiến cho rằng do nơi ở của người dân chưa tiếp cận được với các giải pháp phòng cháy chữa cháy khi có tình huống xảy ra. Ý thức, kỹ năng xử lý của người dân chưa tốt. Một số địa phương đề nghị Chính phủ quan tâm đầu tư để tăng tính cơ động và hiệu quả, kể cả trang bị trực thăng chữa cháy, tàu chữa cháy trên sông, người máy tham gia chữa cháy. Có cơ chế huy động các lực lượng quần chúng, lực lượng bán chuyên trách tham gia công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ được rộng rãi hơn, đông đảo hơn. Như chúng ta đã biết thì ngay sau vụ cháy quán karaoke tại Bình Dương làm 33 người chết, những ngày gần đây công an nhiều tỉnh thành đã đồng loạt tổ chức kiểm tra giám sát an toàn phòng cháy chữa cháy các cơ sở karaoke. Và trong đợt cao điểm kiểm tra về phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở karaoke, quán bar, vũ trường thì công an các địa phương đã liên tục phát hiện nhiều sai phạm.
Kết quả kiểm tra cho thấy là có tới 1/3 số cơ sở có sai sót, có vi phạm về phòng cháy chữa cháy. Tại thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 15 tháng 7 cho tới nay, cơ quan chức năng đã kiểm tra gần 300 quán karaoke, quán bar và đã phát hiện ra 90 cơ sở có vi phạm. Còn tại tỉnh láng giềng là Đồng Nai, qua kiểm tra có 150 cơ sở thì phát hiện là 50 cơ sở có sai sót, có vi phạm về phòng cháy chữa cháy. Mới đây nhất, tỉnh Quảng Ninh đang giáo diết thanh kiểm tra các quán karaoke trên địa bàn. Bắt đầu từ ngày 9 tháng 9, Công an thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành kiểm tra công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy toàn bộ các cơ sở kinh doanh karaoke. Đến ngày 10 tháng 9, lực lượng chức năng kiểm tra được 8 cơ sở thì phát hiện đến 5 cơ sở vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy. Đáng chú ý, trong các phòng hát, hệ thống dây điện đấu nối không an toàn, phía sau các tấm ốp cách âm là các đường dây điện trần, không được luồn trong ống gen chống cháy. Khi xảy ra cháy, chính các tấm ốp này sẽ sinh ra các loại khói khí độc hại nguy hiểm, dẫn đến tử vong nếu không kịp thoát ra ngoài. Từ nay đến hết ngày 15 tháng 9, Công an thành phố Hạ Long sẽ tiến hành kiểm tra tất cả các cơ sở kinh doanh karaoke, kiên quyết đình chỉ, chấm dứt hoạt động các cơ sở không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, đồng thời xử lý nghiêm cá nhân, tổ chức, cán bộ phụ trách địa bàn nếu thiếu trách nhiệm để xảy ra các vi phạm về cháy nổ nghiêm trọng.